Anh bệnh mới uống thuốc nè. Thuốc chưa? Uống rồi. Rồi hả? Ờ, có cái viên cái thuốc mà cái dĩ viên đen đen đó uống được không? Không, không được. Dĩ Sao đen mà một không ngày được thôi, trời uống không được. hả? Cái dĩ đen uống một ngày thôi, ban đêm uống không được. Thì cái này ban ngày, còn ban ngày ban đêm mà uống sao vậy? Uống nó chung cái gì? Trời ơi, uống rồi là sao? Xuống đi nào ngủ không được thì sao, đi. nó nấu cho người chứ sao. Nếu mà đêm nay không được anh làm tài thiên anh bay qua em à. Vậy bà thiên bay được thì cứ bay Bay ha, bay qua em bây giờ đó, có gian nha giờ. cho người Đâu mà anh nói em là em khỏe lại không? khỏe. Vậy hả? Rồi cắt. Rồi bữa nay sao thấy yếu vậy anh? Bệnh rồi. Bệnh hả? Bây giờ cũng như là năm là bệnh rồi đó mà. Anh em chị em ơi, sao bệnh à, bây giờ uống thuốc nè, bây giờ uống thuốc rồi, rồi. Bây giờ là cũng như chúc cộng đồng mạng với là nước trong nước ngoài với anh em YouTube và với mấy chị em anh em đó là nhiều sức khỏe, là an khang thịnh vượng và với làm ăn phát tài. Một lời chào thân thương nhất rồi, cảm ơn luôn rồi, xin chào. Uống thuốc gì á? Bữa nay gì á? Này không biết bà dân bà mua nè. Trời ơi, cũng ha. Vợ yêu mua luôn ha. Bà mua. Mà bị cái gì bà mới biết bà mua chứ sao mà không biết. Bữa đó nó bị cảm. Cảm ha. Rồi, trước khi về mà mua thuốc cho chồng luôn. Có cái viên thuốc bự đó, thuốc bổ. Chừng uống lộn thuốc cái này. Có gì thuốc bổ kìa. Thuốc bổ. Rồi, bổ quá. Chừng uống lộn thuốc á. Thuốc bổ đó. Thuốc bổ cho uống nè. Uống à, thuốc bổ đó kìa. Không có uống thuốc bổ chung được mà. Chung. Bây giờ uống một ngày có thấy đường mỡ không? Uống một ngày đừng viên này à. Ở một mình uống thuốc bổ có sao nha. Hả? Ở một mình uống thuốc bổ. Mệt bổ mà nó khỏe thôi chứ đâu có gì đâu. Chừng bỏ ngựa đó. Coi chừng bà này bà mua chúng thuốc ấy cái chứ. Uống lòng thuốc cái kia. Không phải thuốc kia. Chung. Chung mày chết tôi à. Có thuốc chung không? Kiểm tra kỹ đi. Cái đó là mà uống hai lần đó cho chúng ta. Đúng hai lần à. Thấy không? Rồi đúng thuốc rồi, uống đi. Có thức sung không? Thuốc, không phải đâu, thuốc ấy. Không có đâu. Thuốc ấy không? Không phải thuốc sung không? Thuốc sung cái chết tôi à. Thuốc sung nó mà sắc dương nhạt. Đừng được thuốc sung. Đừng nói cái từ đó. Mình nói rồi gỡn cho anh em được chơi gì chứ có gì đâu. Đúng không? Mình nói cái gì cũng phải nói. Chúng làm rất là vui mà. Vui vẻ mà đâu có gì. Sau 2 ngày vắng bả giờ uống thuốc luôn rồi. Uống thuốc luôn. Chắc thiếu mùi bả rồi, chịu hết nổi rồi. Thiếu hơi quá. Không phải thiếu hơi, lia thiêu quen chậu mà vợ chồng quen hơi. Đúng không? Đúng, đúng. Không phải quen hơi đâu mới được. Uống hay cảm ơn vợ được nha. Cảm ơn Cẩm Vân mua thuốc cho anh Nam uống cho hết bệnh nha. Rồi cảm ơn em nhiều. Và chúc em nhiều sức khỏe, là nhiều hạnh phúc với anh Nam. Uống xong mà điện lại bác, bác nghĩ làm chưa? Rồi đây điện coi. Uống cái xong cái đi. Uống nước lọc quá, đừng uống nước trà nghe. Kè nước kè đổ đi. Uống nước lọc quá. Nước đá cũng được nha. Nước đá bình thường. Uống nước lọc quá, đừng uống nước kia. Uống xuống nè. Đồ ra cái ly á. Dạ uống hết á. Nước lọc quá. Nói chứ đau một mình thấy dư cậu cũng thấy mệt lắm á. Lúc này cái mạnh khỏe không nói gì bệnh đau á. Giấc này buồn rồi đó. Bây giờ bệnh đau, bây giờ tôi nói bây giờ ở bây giờ một đống tiền giờ cũng không ham. Không được sức khỏe đâu ha. Không, sức khỏe là vàng. Rồi. Sức khỏe là trên hết. Đúng, sức khỏe là vàng chứ không là gì hết. Những lúc này giờ mới cần bả đó ha. Biết nhớ bả nè. Bây giờ cần bả, bây giờ biết bả ở đâu rồi. Biết em ở nơi mô ha. Đi không? Không, không bệnh là đâu được. Đi hết nổi rồi. Bây giờ trả cũng không đi nữa. Cái gì làm ăn gì được rồi đi. Chúng nó vàng mình tăng đi gì qua bả nè. Ghê vậy. Nghe nói rồi. Để cảm nghe. Chúng có vàng mình tăng qua bả nè. Cảm đi luôn mà. Nè quên uống cái này. Rồi mà. Rồi mà. Rồi. Chưa. Có uống rồi, uống rồi, uống gì. Bắt cái rồi đó. Bắt cái rồi. Chưa. Nhưng mà thấy quăng đâu rồi. Chưa uống mà. Rồi vậy là ngày qua uống lần rồi phải không? Qua uống một lần rồi. Rồi vậy lấy thôi lần nữa. Lần này nữa mới được. Nhớ kỹ chưa? Cái này thuốc ấy nè, thuốc này thuốc khỏe. Uống nhiều quá là không có chỗ đâu mà vừa nha. Thuốc bổ, cái này thuốc bổ. Rồi, có không biết à. Rồi. Chưa, lắm. Bây giờ để tôi điện về đâu rồi. Chưa uống đi. Chưa uống mà. Không phải.
tôi lấy cái điện thoại tôi điện mới được. Đây điện thoại đây. Nhớ nha, nhớ rồi Linh Quýnh rồi nha. Điện ơi. Chậu uống xăm luôn hen. Xăm Alibaba hả? Ừ. Không, uống xăm luôn, chậu xăm khỏe. Để xích xuống, để xác nhau. Thì ra không? Ừ. Không chấp chấp luôn hen Tâm. Ừ. Ở em đang ở đâu đó? Em đang ở đâu? Không nghe máy rồi. Rồi, không nghe máy rồi. Từ từ, mới đang làm đó. Không nghe. Điện thông báo là anh mới uống thuốc của em mua rồi. Em không báo máy rồi. Máy xuống đây nha. Không máy thì tôi dặn đi dục máy xuống mương luôn à. Alo. Alo. Rồi anh đau, anh bệnh mới uống thuốc nè. Thuốc chưa? Uống rồi. Uống rồi hả? Cái viên, cái thuốc mà cái dĩ viên đen đen đó uống được không? Không, không được. Sao mà không được trời, hả? Cái dĩ đen đó uống bằng ngà sao ban đêm cũng uống được. Thì cái này ban ngày còn ban ngày, ban đêm mà uống sao vậy? Ban đêm uống ngủ không được. Uống chung cái gì? Không phải, tào lao. Tào lao đâu, tào lao ai biết đâu, thuốc đó, thuốc bổ hay thuốc gì? À, thuốc xăm. À, xăm Hàn Quốc, xăm Hàn Quốc ha. Khỏe thôi. Vậy hả? Ừ, chứ không phải là uống rồi nóng, nóng cho người mà ngủ không được đâu, mắc ngủ á. Cái này thuốc đó nóng hả? Ừ, mấy ngày uống được, con đi uống được. Vậy hả trời, bữa hôm dặn kỹ mới uống viên rồi. Anh lỡ uống thì sao? Giờ lỡ uống rồi là sao? Uống thì đi nào ngủ không được chứ sao? Nó nóng cho người chứ sao? Nếu mà đêm nay không được anh làm tài thiên anh bay qua em à? Bà thiên bay được thì cứ bay. Bay ha, bay qua em bây giờ có gian về Minh Tân đi qua đó được không? Bay được cứ bay. Mà bây giờ anh có gian qua Minh Tân qua bên em được không? Anh nghe nè. Hả? Có ghi âm không? Có. Bên này anh em ta nhóc nè. Ghi âm làm gì? Có Minh Tân. Quang Phạm. Tòng Lê. Trời ơi, nói gì thì chết chuyện với vợ thì tối nói chuyện. Chứ có đâu mà phải nói chuyện với vợ, có ghi âm nữa. Đâu có ghi âm đâu mà ghi âm, anh em uống nước trà chơi. Quay phim. Quay phim đâu chơi. Quay phim là có ghi âm đó. Ghi âm này, cái ghi âm gì? Ghi hình. Ghi âm là em nói chuyện với anh đó, người ta ghi âm. Ghi âm mà kể chứ, mắc cái gì mình về người thật, việc thật mà sợ cái gì? Mắc cái gì mà gì thật? Anh cho cái kinh mình nói khác, cái kinh người ta nói khác, hiểu không? Cái gì nói khác thì em nói đúng bằng sự thật chứ em có nói gì từ giờ bậy đâu. Có nói gì bậy đâu. Ý em nói á, là thuốc cảm á, là một bịch đó là hai lần uống, đúng không? Ở đó hai lần hả, một lần? Hai lần uống, trời trời, uống hoài chung quá trong đi. Uống lần, uống lần. Trời ơi, trời, mình dặn này, uống ngay cho chết luôn rồi trời. Nói anh... Nói anh... Thuốc nó nặng lắm đó, uống nhiều quá là không có được. Nói anh... Uống không đâu nha. Nói anh sống rồi, đừng nói. Ừ. Ừ. Cái viên đen đó là uống một ngày thôi, với sáng đi ăn sáng là ăn cơm đúng không? Nó mệt mỏi cho người, lấy một bờ thì uống với một viên nó vô. Thì nó sẽ khỏe cho người. Nó là anh bị suy nhược. Mà bây giờ em nói vậy là anh nghe lời tiếng, anh nghe tiếng em nói là anh hết bệnh rồi. Nghe tiếng là hết bệnh rồi phải không? Ừ, là buông ra rồi chứ không bệnh nữa. Là cái bệnh nó bay đi rồi đúng không? Ừ, bữa thứ hai rồi mới là mới ấy lại. Ừ. Thấy không? Thì đừng nói ung sùm quá. Ừ, cái nói gì ung sùm thì cái nói rõ ràng mà. Ừ. Ừ, rồi em đang... Nói rằng một lời đừng nói tới luôn. Rồi em đang làm gì vậy? Đang đi làm chứ làm gì chưa có gì chưa rồi đang ngồi ha, có là cái gì không mà để làm phiền em. Đang ngồi gì ở sao, gia đình sao nói chuyện mà thấy hôm trước đang làm sao mà nói chuyện được, nói chuyện nhiều quá cũng không tốt quá. Mà bây giờ em làm gì vậy? Thì đi làm chứ sao, là mướn chứ làm gì. Vậy chứ mướn đi. Dạ, mai mốt về làm chủ lại, mà em làm mướn mai mốt về làm chủ. Chủ sầu riêng. Chủ sầu riêng đâu á, được không? Ừ, sao yếu quá trời vậy trời. Mạnh lên. Đang mệt chứ người. Đang mệt mà anh nói em là em khỏe lại không?
vậy hả? Rồi cảm ơn em nhiều nghe, chúc em được nhiều sức khỏe nha. Giờ yêu em nghe.